Nguyên Audio xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Xin giới thiệu tới quý vị và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Nguyên Audio về một cặp loa Fisher đến từ đất nước Nhật Bản thưa quý vị. Cặp loa Fisher F2. Cặp loa này thì do thị trường Nhật Bản sản xuất và xuất sang thị trường Mỹ với một cấu hình rất là đẹp và sang trọng. Em nói về tại cửa hàng Nguyên Audio thị xã Phú Thọ trong tình trạng còn rất là mới và rất là đẹp. Bao zin cho quý vị nguyên bản 100%. Dòng Fisher thì nó cũng không có về thị trường Việt Nam nhiều đâu quý vị nhé. Nó cũng rất là ít, một năm thì cửa hàng mới về được mà một vài cặp thôi ạ, chứ không có nhiều đâu ạ. Và những cái dòng này mà anh em chơi audio bên Mỹ, họ rất ít khi mà họ bán ra những cái đôi loa như thế này. Bởi vì chất âm này rất là hay, khi người ta nghe vào rồi thì người ta không bao giờ người ta muốn bán những cái đôi loa như thế này đi. Vâng thưa quý vị, đôi loa này thì nó sở hữu 4 đường tiếng trên một thân thùng, 4 đường tiếng 5 loa quý vị nhé. Nó sở hữu một loa bát 30cm màng giấy màu trắng rất là đẹp, gân vải tẩm dầu. Với gân vải tẩm dầu này thì quý vị và các bạn chúng ta sử dụng mãi mãi, không bao giờ phải thay đến gân. Gân của nó rất là bền, rất là dai và rất là mềm mại. Nó sử dụng một loa trung giấy trung 10cm. Nguyên Audio sẽ quay cận cảnh cho quý vị. Đây ạ. Đây là chiếc loa trung giấy 10cm này. Rất là mới, màng nhôm màu trắng. Và nó sử dụng hai chiếc loa chép còi nón đầu đạn. Và nó sử dụng một chiếc loa siêu chép quý vị nhé. Loa siêu chép này thì nó làm rất giống với loa chép kèn. Đấy, nó làm giả loa chép kèn, nhìn rất là giống nhé. Và mỗi một thùng của nó thì có một vi tinh chỉnh trung và chép đấy ạ. Có hai lỗ thông hơi nằm hai bên. Rất là đẹp. Hãng thiết kế loa thì nhìn rất là bắt mắt. Dòng loa này thì nó sở hữu cái thùng màu vàng quý vị nhé. Đây là thùng màu vàng. Hãng thiết kế là thùng màu vàng. Rất là chắc chắn này. Đẹp. Góc cạnh thì không bị xước xẹo một chút nào. Hàng về thì được chọn lựa rất là kỹ. Nên là góc cạnh của đôi loa Fisher F12 này thì nói chung là về tại cửa hàng thì nó thiếu có mỗi cái thùng xốp mang về thôi. Đẹp xuất sắc, bao zin cho quý vị nguyên bản 100%. Có trở kháng 8 ohm, công suất 150W trên một thân thùng. Dòng loa này thì quý vị có thể chơi được đa thể loại nhạc, từ nhạc vàng, bolero, trữ tình cho đến nhạc đan, nhạc mạnh đều có thể đánh được. Và quý vị cũng có thể sử dụng 2 trong 1, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình nhà chúng ta rất là hay. Những dòng này thì quý vị nghe nhạc trữ tình, bolero thì cực hay luôn. Đặc biệt thì đôi loa này nó không kén âm ly một chút nào. Đôi loa này thì có kích thước chiều cao 62cm, chiều ngang 37 và có chiều sâu rất là sâu 35cm. Hôm nay thì Nguyên Audio ghép nó với chiếc âm ly Pioneer Lee Silver cổ đến từ đất nước Nhật Bản, mang model SX3 số 5. Chiếc âm ly này thì đặc trị các dòng nhạc bolero trữ tình. Và Nguyên Audio ghép thêm một chiếc đầu giải mã của hãng Tech MD5 thưa quý vị. Để quý vị hôm nay Nguyên Audio test nhạc ở trên mạng xuống. Nên là Nguyên Audio test thêm vào cái chiếc đầu giải mã này thì nó tăng cái tiếng nó hay hơn nhiều, chi tiết và tách bạch hơn. Và Nguyên Audio thị xã Phú Thọ xin báo giá cái bộ sản phẩm đến từ đất nước Nhật Bản này, đôi loa Fisher F2 có giá 9.500.000 đồng. Chiếc âm ly Pioneer SX3 số 5 Lee Silver cổ có giá 5 triệu. Và chiếc đầu Tech MD5 có giá 4.500.000 đồng. Quý vị và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc có nhu cầu mua bất cứ sản phẩm gì, xin vui lòng liên hệ cho Nguyên Audio thị xã Phú Thọ. Số điện thoại là 0988 036 068. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Và bây giờ Nguyên Audio sẽ test nhạc trữ tình để cho quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau thẩm âm cái chất âm của đôi loa Fisher F2 này. Thức tròn đêm nay để nhớ từng nụ cười ánh mắt.
nhớ lời ngọt ngào âu yếm, tóc em thơm giấc ngủ diều biên. Biết giờ này anh có nhớ em không? Có nghe tình yêu thức dậy trong lòng? Đến từng một thời gian Audio xin dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho Nguyên Audio. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.